Vũ trụ hồi đáp tiền tỷ một cách dễ dàng. Vũ trụ gửi tiền tỷ một cách dễ dàng. Tôi hài hòa với vũ trụ thịnh vượng. Tôi biết ơn tiền bạc. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn những điều tuyệt vời đã đến với cuộc sống của tôi. Tôi biết rằng vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Vũ trụ lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi và hồi đáp chúng. Vũ trụ biết tất cả những mong muốn của tôi và chỉ dẫn cho tôi cách để thực hiện những điều này. Tôi hài hòa với vũ trụ. Vũ trụ ở trong tôi. Tôi ở trong vũ trụ. Tôi là một phần của vũ trụ. Vũ trụ gửi đến tôi những món quà về tiền bạc. Tiềm thức của tôi thu hút mạnh mẽ tiền bạc về với tôi. Vũ trụ hào phóng gửi cho tôi rất nhiều tiền bạc và rất nhiều cơ hội phát tài. Hôm nay có vô số cơ hội kiếm tiền đến với tôi. Tiền bạc đổ đầy vào cuộc sống của tôi. Những cơ hội kiếm hàng tỷ đồng đang đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn số tiền 1 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 1 tỷ đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là nó lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi không nghĩ là mọi thứ lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng biết ơn, tôi vô cùng hạnh phúc vì số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là tiền lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi biết ơn số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi sở hữu tư duy tỷ phú. Tôi là tỷ phú. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cảm xúc của tôi đều tạo ra hàng tỷ đồng cho tôi. Mỗi người tôi gặp, mỗi việc tôi làm, mỗi nơi tôi đến đều mở đường cho hàng tỷ đồng chảy về phía tôi. Tôi đang nhận số tiền 1 tỷ đồng. Số tiền 1 tỷ đồng đang thuộc về tôi. Số tiền 1 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Ôi thật tuyệt vời, tôi đang nhận được số tiền 2 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 2 tỷ đồng. Số tiền 2 tỷ đồng đã là của tôi. Số tiền 2 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng là của tôi. Tôi đang sở hữu số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng đang trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận số tiền 10 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 10 tỷ đồng. Số tiền 10 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 10 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 20 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 20 tỷ đồng. 20 tỷ đồng. Số tiền 20 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 20 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. 20 tỷ đồng. Tôi đang thu hút tiền tỷ về phía mình.
hàng tỷ đồng đang mạnh mẽ chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền 20 tỷ đồng trong tài khoản của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền tài khoản ngân hàng của tôi cứ đang tăng lên từng ngày. Tôi tin tưởng vũ trụ luôn sắp đặt những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã tạo ra những cơ hội kiếm tiền cho tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đến bên tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đầy sự giàu có, sự đủ đầy, sự thịnh vượng đến với tôi. Tôi biết ơn vũ trụ, mọi nguyện ước của tôi đã trở thành sự thật. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn vũ trụ thật nhiều. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi hài hòa với vũ trụ. Tôi hài hòa với vũ trụ thịnh vượng. Tôi hài hòa với vũ trụ phong phú và hào phóng. Tôi biết ơn tiền bạc. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi biết ơn vũ trụ. Biết ơn những điều tuyệt vời đã đến với tôi. Tôi biết rằng vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Vũ trụ lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi và hồi đáp chúng. Vũ trụ biết tất cả những mong muốn của tôi và chỉ dẫn cho tôi cách để thực hiện những điều này. Tôi hài hòa với vũ trụ. Vũ trụ ở trong tôi. Tôi ở trong vũ trụ. Tôi là một phần của vũ trụ. Vũ trụ gửi đến tôi những món quà về tiền bạc. Tiềm thức của tôi thu hút mạnh mẽ tiền bạc về với tôi. Vũ trụ hào phóng gửi cho tôi rất nhiều tiền bạc và rất nhiều cơ hội phát tài. Hôm nay có vô số cơ hội kiếm tiền đến với tôi. Tiền bạc đổ đầy vào cuộc sống của tôi. Những cơ hội kiếm hàng tỷ đồng đang đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn số tiền 1 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 1 tỷ đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là nó lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi không nghĩ là mọi thứ lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng biết ơn, tôi vô cùng hạnh phúc vì số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là tiền lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi biết ơn số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi sở hữu tư duy tỷ phú. Tôi là tỷ phú. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cảm xúc của tôi đều tạo ra hàng tỷ đồng cho tôi. Mỗi người tôi gặp, mỗi việc tôi làm, mỗi nơi tôi đến đều mở đường cho hàng tỷ đồng chảy về phía tôi. Tôi đang nhận số tiền 1 tỷ đồng. Số tiền 1 tỷ đồng đang thuộc về tôi. Số tiền 1 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Ôi thật tuyệt vời, tôi đang nhận được số tiền 2 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 2 tỷ đồng. Số tiền 2 tỷ đồng đã là của tôi. Số tiền 2 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi.
tôi đang nhận được số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng là của tôi. Tôi đang sở hữu số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng đang trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận số tiền 10 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 10 tỷ đồng. Số tiền 10 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 10 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 20 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 20 tỷ đồng. 20 tỷ đồng. Số tiền 20 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 20 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. 20 tỷ đồng. Tôi đang thu hút tiền tỷ về phía mình. Hàng tỷ đồng đang mạnh mẽ chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền 20 tỷ đồng trong tài khoản của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền tài khoản ngân hàng của tôi cứ đang tăng lên từng ngày. Tôi tin tưởng vũ trụ luôn sắp đặt những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã tạo ra những cơ hội kiếm tiền cho tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đến bên tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đầy sự giàu có, sự đủ đầy, sự thịnh vượng đến với tôi. Tôi biết ơn vũ trụ, mọi nguyện ước của tôi đã trở thành sự thật. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn vũ trụ thật nhiều. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi hài hòa với vũ trụ. Tôi hài hòa với vũ trụ thịnh vượng. Tôi hài hòa với vũ trụ phong phú và hào phóng. Tôi biết ơn tiền bạc. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi biết ơn vũ trụ. Biết ơn những điều tuyệt vời đã đến với tôi. Tôi biết rằng vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Vũ trụ lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi và hồi đáp chúng. Vũ trụ biết tất cả những mong muốn của tôi và chỉ dẫn cho tôi cách để thực hiện những điều này. Tôi hài hòa với vũ trụ. Vũ trụ ở trong tôi. Tôi ở trong vũ trụ. Tôi là một phần của vũ trụ. Vũ trụ gửi đến tôi những món quà về tiền bạc. Tiềm thức của tôi thu hút mạnh mẽ tiền bạc về với tôi. Vũ trụ hào phóng gửi cho tôi rất nhiều tiền bạc và rất nhiều cơ hội phát tài. Hôm nay có vô số cơ hội kiếm tiền đến với tôi. Tiền bạc đổ đầy vào cuộc sống của tôi. Những cơ hội kiếm hàng tỷ đồng đang đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn số tiền 1 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 1 tỷ đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là nó lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi không nghĩ là mọi thứ lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng biết ơn, tôi vô cùng hạnh phúc vì số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là tiền lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi biết ơn số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng như thế.
tôi sở hữu tư duy tỷ phú. Tôi là tỷ phú. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cảm xúc của tôi đều tạo ra hàng tỷ đồng cho tôi. Mỗi người tôi gặp, mỗi việc tôi làm, mỗi nơi tôi đến đều mở đường cho hàng tỷ đồng chảy về phía tôi. Tôi đang nhận số tiền 1 tỷ đồng. Số tiền 1 tỷ đồng đang thuộc về tôi. Số tiền 1 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Ôi thật tuyệt vời, tôi đang nhận được số tiền 2 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 2 tỷ đồng. Số tiền 2 tỷ đồng đã là của tôi. Số tiền 2 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng là của tôi. Tôi đang sở hữu số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng đang trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận số tiền 10 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 10 tỷ đồng. Số tiền 10 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 10 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 20 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 20 tỷ đồng. 20 tỷ đồng. Số tiền 20 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 20 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. 20 tỷ đồng. Tôi đang thu hút tiền tỷ về phía mình. Hàng tỷ đồng đang mạnh mẽ chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền 20 tỷ đồng trong tài khoản của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền tài khoản ngân hàng của tôi cứ đang tăng lên từng ngày. Tôi tin tưởng vũ trụ luôn sắp đặt những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã tạo ra những cơ hội kiếm tiền cho tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đến bên tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đầy sự giàu có, sự đủ đầy, sự thịnh vượng đến với tôi. Tôi biết ơn vũ trụ, mọi nguyện ước của tôi đã trở thành sự thật. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn vũ trụ thật nhiều. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi hài hòa với vũ trụ. Tôi hài hòa với vũ trụ thịnh vượng. Tôi hài hòa với vũ trụ phong phú và hào phóng. Tôi biết ơn tiền bạc. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi biết ơn vũ trụ. Biết ơn những điều tuyệt vời đã đến với tôi. Tôi biết rằng vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Vũ trụ lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi và hồi đáp chúng. Vũ trụ biết tất cả những mong muốn của tôi và chỉ dẫn cho tôi cách để thực hiện những điều này. Tôi hài hòa với vũ trụ. Vũ trụ ở trong tôi. Tôi ở trong vũ trụ. Tôi là một phần của vũ trụ. Vũ trụ gửi đến tôi những món quà về tiền bạc. Tiềm thức của tôi thu hút mạnh mẽ tiền bạc về với tôi. Vũ trụ hào phóng gửi cho tôi rất nhiều tiền bạc và rất nhiều cơ hội phát tài. Hôm nay có vô số cơ hội kiếm tiền đến với tôi. Tiền bạc đổ đầy vào cuộc sống của tôi. Những cơ hội kiếm hàng tỷ đồng đang đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn số tiền 1 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 1 tỷ đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là nó lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc
và biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi không nghĩ là mọi thứ lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng biết ơn, tôi vô cùng hạnh phúc vì số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là tiền lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi biết ơn số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi sở hữu tư duy tỷ phú. Tôi là tỷ phú. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cảm xúc của tôi đều tạo ra hàng tỷ đồng cho tôi. Mỗi người tôi gặp, mỗi việc tôi làm, mỗi nơi tôi đến đều mở đường cho hàng tỷ đồng chảy về phía tôi. Tôi đang nhận số tiền 1 tỷ đồng. Số tiền 1 tỷ đồng đang thuộc về tôi. Số tiền 1 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Ôi thật tuyệt vời, tôi đang nhận được số tiền 2 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 2 tỷ đồng. Số tiền 2 tỷ đồng đã là của tôi. Số tiền 2 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng là của tôi. Tôi đang sở hữu số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng đang trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận số tiền 10 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 10 tỷ đồng. Số tiền 10 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 10 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 20 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 20 tỷ đồng. 20 tỷ đồng. Số tiền 20 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 20 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. 20 tỷ đồng. Tôi đang thu hút tiền tỷ về phía mình. Hàng tỷ đồng đang mạnh mẽ chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền 20 tỷ đồng trong tài khoản của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền tài khoản ngân hàng của tôi cứ đang tăng lên từng ngày. Tôi tin tưởng vũ trụ luôn sắp đặt những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã tạo ra những cơ hội kiếm tiền cho tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đến bên tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đầy sự giàu có, sự đủ đầy, sự thịnh vượng đến với tôi. Tôi biết ơn vũ trụ, mọi nguyện ước của tôi đã trở thành sự thật. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn vũ trụ thật nhiều. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi hài hòa với vũ trụ. Tôi hài hòa với vũ trụ thịnh vượng. Tôi hài hòa với vũ trụ phong phú và hào phóng. Tôi biết ơn tiền bạc. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi biết ơn vũ trụ. Biết ơn những điều tuyệt vời đã đến với tôi. Tôi biết rằng vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Vũ trụ lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi và hồi đáp chúng. Vũ trụ biết tất cả những mong muốn của tôi và chỉ dẫn cho tôi cách để thực hiện những điều này.
tôi hài hòa với vũ trụ. Vũ trụ ở trong tôi ở trong vũ trụ. Tôi là một phần của vũ trụ. Vũ trụ gửi đến tôi những món quà về tiền bạc. Tiềm thức của tôi thu hút mạnh mẽ tiền bạc về với tôi. Vũ trụ hào phóng gửi cho tôi rất nhiều tiền bạc và rất nhiều cơ hội phát tài. Hôm nay có vô số cơ hội kiếm tiền đến với tôi. Tiền bạc đổ đầy vào cuộc sống của tôi. Những cơ hội kiếm hàng tỷ đồng đang đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn số tiền 1 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 1 tỷ đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là nó lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi không nghĩ là mọi thứ lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng biết ơn, tôi vô cùng hạnh phúc vì số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là tiền lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi biết ơn số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi sở hữu tư duy tỷ phú. Tôi là tỷ phú. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cảm xúc của tôi đều tạo ra hàng tỷ đồng cho tôi. Mỗi người tôi gặp, mỗi việc tôi làm, mỗi nơi tôi đến đều mở đường cho hàng tỷ đồng chảy về phía tôi. Tôi đang nhận số tiền 1 tỷ đồng. Số tiền 1 tỷ đồng đang thuộc về tôi. Số tiền 1 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Ôi thật tuyệt vời, tôi đang nhận được số tiền 2 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 2 tỷ đồng. Số tiền 2 tỷ đồng đã là của tôi. Số tiền 2 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng là của tôi. Tôi đang sở hữu số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng đang trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận số tiền 10 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 10 tỷ đồng. Số tiền 10 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 10 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 20 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 20 tỷ đồng. 20 tỷ đồng. Số tiền 20 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 20 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. 20 tỷ đồng. Tôi đang thu hút tiền tỷ về phía mình. Hàng tỷ đồng đang mạnh mẽ chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền 20 tỷ đồng trong tài khoản của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền tài khoản ngân hàng của tôi cứ đang tăng lên từng ngày. Tôi tin tưởng vũ trụ luôn sắp đặt những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã tạo ra những cơ hội kiếm tiền cho tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đến bên tôi
Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đầy sự giàu có, sự đủ đầy, sự thịnh vượng đến với tôi. Tôi biết ơn vũ trụ, mọi nguyện ước của tôi đã trở thành sự thật. Tôi biết ơn vũ trụ, tôi biết ơn vũ trụ thật nhiều. Tôi biết ơn vũ trụ, tôi hài hòa với vũ trụ, tôi hài hòa với vũ trụ thịnh vượng, tôi hài hòa với vũ trụ phong phú và hào phóng. Tôi biết ơn tiền bạc, tôi biết ơn tiềm thức, tôi biết ơn vũ trụ, biết ơn những điều tuyệt vời đã đến với tôi. Tôi biết rằng vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Vũ trụ lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi và hồi đáp chúng. Vũ trụ biết tất cả những mong muốn của tôi và chỉ dẫn cho tôi cách để thực hiện những điều này. Tôi hài hòa với vũ trụ. Vũ trụ ở trong tôi. Tôi ở trong vũ trụ. Tôi là một phần của vũ trụ. Vũ trụ gửi đến tôi những món quà về tiền bạc. Tiềm thức của tôi thu hút mạnh mẽ tiền bạc về với tôi. Vũ trụ hào phóng gửi cho tôi rất nhiều tiền bạc và rất nhiều cơ hội phát tài. Hôm nay có vô số cơ hội kiếm tiền đến với tôi. Tiền bạc đổ đầy vào cuộc sống của tôi. Những cơ hội kiếm hàng tỷ đồng đang đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn số tiền 1 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 1 tỷ đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là nó lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi không nghĩ là mọi thứ lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng biết ơn, tôi vô cùng hạnh phúc vì số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là tiền lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi biết ơn số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi sở hữu tư duy tỷ phú. Tôi là tỷ phú. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cảm xúc của tôi đều tạo ra hàng tỷ đồng cho tôi. Mỗi người tôi gặp, mỗi việc tôi làm, mỗi nơi tôi đến đều mở đường cho hàng tỷ đồng chảy về phía tôi. Tôi đang nhận số tiền 1 tỷ đồng. Số tiền 1 tỷ đồng đang thuộc về tôi. Số tiền 1 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Ôi thật tuyệt vời, tôi đang nhận được số tiền 2 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 2 tỷ đồng. Số tiền 2 tỷ đồng đã là của tôi. Số tiền 2 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng là của tôi. Tôi đang sở hữu số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng đang trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận số tiền 10 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 10 tỷ đồng. Số tiền 10 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 10 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 20 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 20 tỷ đồng.
20 tỷ đồng. Số tiền 20 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 20 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. 20 tỷ đồng. Tôi đang thu hút tiền tỷ về phía mình. Hàng tỷ đồng đang mạnh mẽ chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền 20 tỷ đồng trong tài khoản của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền tài khoản ngân hàng của tôi cứ đang tăng lên từng ngày. Tôi tin tưởng vũ trụ luôn sắp đặt những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã tạo ra những cơ hội kiếm tiền cho tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đến bên tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đầy sự giàu có, sự đủ đầy, sự thịnh vượng đến với tôi. Tôi biết ơn vũ trụ, mọi nguyện ước của tôi đã trở thành sự thật. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn vũ trụ thật nhiều. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi hài hòa với vũ trụ. Tôi hài hòa với vũ trụ thịnh vượng. Tôi hài hòa với vũ trụ phong phú và hào phóng. Tôi biết ơn tiền bạc. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi biết ơn vũ trụ. Biết ơn những điều tuyệt vời đã đến với tôi. Tôi biết rằng vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Vũ trụ lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi và hồi đáp chúng. Vũ trụ biết tất cả những mong muốn của tôi và chỉ dẫn cho tôi cách để thực hiện những điều này. Tôi hài hòa với vũ trụ. Vũ trụ ở trong tôi. Tôi ở trong vũ trụ. Tôi là một phần của vũ trụ. Vũ trụ gửi đến tôi những món quà về tiền bạc. Tiềm thức của tôi thu hút mạnh mẽ tiền bạc về với tôi. Vũ trụ hào phóng gửi cho tôi rất nhiều tiền bạc và rất nhiều cơ hội phát tài. Hôm nay có vô số cơ hội kiếm tiền đến với tôi. Tiền bạc đổ đầy vào cuộc sống của tôi. Những cơ hội kiếm hàng tỷ đồng đang đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn số tiền 1 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 1 tỷ đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là nó lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi không nghĩ là mọi thứ lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng biết ơn, tôi vô cùng hạnh phúc vì số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là tiền lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi biết ơn số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi sở hữu tư duy tỷ phú. Tôi là tỷ phú. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cảm xúc của tôi đều tạo ra hàng tỷ đồng cho tôi. Mỗi người tôi gặp, mỗi việc tôi làm, mỗi nơi tôi đến đều mở đường cho hàng tỷ đồng chảy về phía tôi. Tôi đang nhận số tiền 1 tỷ đồng. Số tiền 1 tỷ đồng đang thuộc về tôi. Số tiền 1 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi.
Ôi thật tuyệt vời, tôi đang nhận được số tiền 2 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 2 tỷ đồng. Số tiền 2 tỷ đồng đã là của tôi. Số tiền 2 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng là của tôi. Tôi đang sở hữu số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng đang trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận số tiền 10 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 10 tỷ đồng. Số tiền 10 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 10 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 20 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 20 tỷ đồng. 20 tỷ đồng. Số tiền 20 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 20 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. 20 tỷ đồng. Tôi đang thu hút tiền tỷ về phía mình. Hàng tỷ đồng đang mạnh mẽ chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền 20 tỷ đồng trong tài khoản của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền tài khoản ngân hàng của tôi cứ đang tăng lên từng ngày. Tôi tin tưởng vũ trụ luôn sắp đặt những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã tạo ra những cơ hội kiếm tiền cho tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đến bên tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đầy sự giàu có, sự đủ đầy, sự thịnh vượng đến với tôi. Tôi biết ơn vũ trụ, mọi nguyện ước của tôi đã trở thành sự thật. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn vũ trụ thật nhiều. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi hài hòa với vũ trụ. Tôi hài hòa với vũ trụ thịnh vượng. Tôi hài hòa với vũ trụ phong phú và hào phóng. Tôi biết ơn tiền bạc. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi biết ơn vũ trụ. Biết ơn những điều tuyệt vời đã đến với tôi. Tôi biết rằng vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Vũ trụ lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi và hồi đáp chúng. Vũ trụ biết tất cả những mong muốn của tôi và chỉ dẫn cho tôi cách để thực hiện những điều này. Tôi hài hòa với vũ trụ. Vũ trụ ở trong tôi. Tôi ở trong vũ trụ. Tôi là một phần của vũ trụ. Vũ trụ gửi đến tôi những món quà về tiền bạc. Tiềm thức của tôi thu hút mạnh mẽ tiền bạc về với tôi. Vũ trụ hào phóng gửi cho tôi rất nhiều tiền bạc và rất nhiều cơ hội phát tài. Hôm nay có vô số cơ hội kiếm tiền đến với tôi. Tiền bạc đổ đầy vào cuộc sống của tôi. Những cơ hội kiếm hàng tỷ đồng đang đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn số tiền 1 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 1 tỷ đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là nó lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi không nghĩ là mọi thứ lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng biết ơn, tôi vô cùng hạnh phúc vì số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là tiền lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi.
tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi biết ơn số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi sở hữu tư duy tỷ phú. Tôi là tỷ phú. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cảm xúc của tôi đều tạo ra hàng tỷ đồng cho tôi. Mỗi người tôi gặp, mỗi việc tôi làm, mỗi nơi tôi đến đều mở đường cho hàng tỷ đồng chảy về phía tôi. Tôi đang nhận số tiền 1 tỷ đồng. Số tiền 1 tỷ đồng đang thuộc về tôi. Số tiền 1 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Ôi thật tuyệt vời, tôi đang nhận được số tiền 2 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 2 tỷ đồng. Số tiền 2 tỷ đồng đã là của tôi. Số tiền 2 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng là của tôi. Tôi đang sở hữu số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng đang trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận số tiền 10 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 10 tỷ đồng. Số tiền 10 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 10 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 20 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 20 tỷ đồng. 20 tỷ đồng. Số tiền 20 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 20 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. 20 tỷ đồng. Tôi đang thu hút tiền tỷ về phía mình. Hàng tỷ đồng đang mạnh mẽ chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền 20 tỷ đồng trong tài khoản của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền tài khoản ngân hàng của tôi cứ đang tăng lên từng ngày. Tôi tin tưởng vũ trụ luôn sắp đặt những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã tạo ra những cơ hội kiếm tiền cho tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đến bên tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đầy sự giàu có, sự đủ đầy, sự thịnh vượng đến với tôi. Tôi biết ơn vũ trụ, mọi nguyện ước của tôi đã trở thành sự thật. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn vũ trụ thật nhiều. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi hài hòa với vũ trụ. Tôi hài hòa với vũ trụ thịnh vượng. Tôi hài hòa với vũ trụ phong phú và hào phóng. Tôi biết ơn tiền bạc. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi biết ơn vũ trụ, biết ơn những điều tuyệt vời đã đến với tôi. Tôi biết rằng vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Vũ trụ lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi và hồi đáp chúng. Vũ trụ biết tất cả những mong muốn của tôi và chỉ dẫn cho tôi cách để thực hiện những điều này. Tôi hài hòa với vũ trụ. Vũ trụ ở trong tôi. Tôi ở trong vũ trụ. Tôi là một phần của vũ trụ. Vũ trụ gửi đến tôi những món quà về tiền bạc. Tiềm thức của tôi thu hút mạnh mẽ tiền bạc về với tôi. Vũ trụ hào phóng gửi cho tôi rất nhiều tiền bạc và rất nhiều cơ hội phát tài. Hôm nay có vô số cơ hội kiếm tiền đến với tôi. Tiền bạc đổ đầy vào cuộc sống của tôi.
những cơ hội kiếm hàng tỷ đồng đang đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn số tiền 1 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 1 tỷ đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là nó lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi không nghĩ là mọi thứ lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng biết ơn, tôi vô cùng hạnh phúc vì số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là tiền lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi biết ơn số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi sở hữu tư duy tỷ phú. Tôi là tỷ phú. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cảm xúc của tôi đều tạo ra hàng tỷ đồng cho tôi. Mỗi người tôi gặp, mỗi việc tôi làm, mỗi nơi tôi đến đều mở đường cho hàng tỷ đồng chảy về phía tôi. Tôi đang nhận số tiền 1 tỷ đồng. Số tiền 1 tỷ đồng đang thuộc về tôi. Số tiền 1 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Ôi thật tuyệt vời, tôi đang nhận được số tiền 2 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 2 tỷ đồng. Số tiền 2 tỷ đồng đã là của tôi. Số tiền 2 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng là của tôi. Tôi đang sở hữu số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng đang trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận số tiền 10 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 10 tỷ đồng. Số tiền 10 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 10 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 20 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 20 tỷ đồng. 20 tỷ đồng. Số tiền 20 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 20 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. 20 tỷ đồng. Tôi đang thu hút tiền tỷ về phía mình. Hàng tỷ đồng đang mạnh mẽ chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền 20 tỷ đồng trong tài khoản của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi số tiền tài khoản ngân hàng của tôi cứ đang tăng lên từng ngày. Tôi tin tưởng vũ trụ luôn sắp đặt những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã tạo ra những cơ hội kiếm tiền cho tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đến bên tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa đầy sự giàu có, sự đủ đầy, sự thịnh vượng đến với tôi. Tôi biết ơn vũ trụ, mọi nguyện ước của tôi đã trở thành sự thật. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn vũ trụ thật nhiều. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi hài hòa với vũ trụ. Tôi hài hòa với vũ trụ thịnh vượng. Tôi hài hòa với vũ trụ phong phú và hào phóng.
Tôi biết ơn tiền bạc. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi biết ơn vũ trụ. Biết ơn những điều tuyệt vời đã đến với tôi. Tôi biết rằng vũ trụ luôn ở bên cạnh tôi. Vũ trụ lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi và hồi đáp chúng. Vũ trụ biết tất cả những mong muốn của tôi và chỉ dẫn cho tôi cách để thực hiện những điều này. Tôi hài hòa với vũ trụ. Vũ trụ ở trong tôi. Tôi ở trong vũ trụ. Tôi là một phần của vũ trụ. Vũ trụ gửi đến tôi những món quà về tiền bạc. Tiềm thức của tôi thu hút mạnh mẽ tiền bạc về với tôi. Vũ trụ hào phóng gửi cho tôi rất nhiều tiền bạc và rất nhiều cơ hội phát tài. Hôm nay có vô số cơ hội kiếm tiền đến với tôi. Tiền bạc đổ đầy vào cuộc sống của tôi. Những cơ hội kiếm hàng tỷ đồng đang đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi biết ơn số tiền 1 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 1 tỷ đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là nó lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 2 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi không nghĩ là mọi thứ lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng biết ơn, tôi vô cùng hạnh phúc vì số tiền 5 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là tiền lại đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn số tiền 10 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi biết ơn số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi không nghĩ là số tiền 20 tỷ đồng đã đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi sở hữu tư duy tỷ phú. Tôi là tỷ phú. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cảm xúc của tôi đều tạo ra hàng tỷ đồng cho tôi. Mỗi người tôi gặp, mỗi việc tôi làm, mỗi nơi tôi đến đều mở đường cho hàng tỷ đồng chảy về phía tôi. Tôi đang nhận số tiền 1 tỷ đồng. Số tiền 1 tỷ đồng đang thuộc về tôi. Số tiền 1 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Ôi thật tuyệt vời. Tôi đang nhận được số tiền 2 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 2 tỷ đồng. Số tiền 2 tỷ đồng đã là của tôi. Số tiền 2 tỷ đồng đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng là của tôi. Tôi đang sở hữu số tiền 5 tỷ đồng. Số tiền 5 tỷ đồng đang trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận số tiền 10 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 10 tỷ đồng. Số tiền 10 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 10 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang nhận được số tiền 20 tỷ đồng. Tôi đang sở hữu số tiền 20 tỷ đồng. 20 tỷ đồng. Số tiền 20 tỷ đồng là của tôi. Số tiền 20 tỷ đồng đang có ở trong tài khoản ngân hàng của tôi.